trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thổ thô sơ đã vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược ra chiến trường. Mỗi chiếc xe đạp thổ có thể chở hàng trăm kg mỗi chuyến vào chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, các ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân. Các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác ôn tập, hệ thống kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 9, tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm tặng quà một số cựu chiến binh của thành phố Phúc Yên, huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại các gia đình, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các cựu chiến binh và gia đình, bày tỏ sự tri ân và biết ơn sâu sắc về những cống hiến hy sinh của các cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc các cựu chiến binh giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng, mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương Vĩnh Phúc anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, như lời căn dặn của Bác Hồ khi người về thăm Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thổ thô sơ đã vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược ra chiến trường. Mỗi chiếc xe đạp thổ có thể chở hàng trăm kg mỗi chuyến vào chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đây là chiếc xe đạp thổ được trưng bày trong Bảo tàng tỉnh. Những chiếc xe đạp thổ như thế này đã được các dân công hỏa tuyến thanh niên xung phong Vĩnh Phúc sử dụng để vận chuyển hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men, vũ khí, đạn dược cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiếc xe đạp thổ này thì có một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong cái chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Và chính người Pháp cũng không thể ngờ rằng chính cái xe đạp do mình sản xuất ra lại được coi là một cái vũ khí đặc biệt, là một cái phương tiện rất là hữu hiệu để cùng với quân dân của Vĩnh Phúc, cùng với quân dân của cả nước đã vận chuyển rất là nhiều những cái tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược và thuốc men để phục vụ cho cái chiến trường Điện Biên Phủ. Những chiếc xe đạp thổ được ví như vua vận tải chiến trường bởi sự linh hoạt, nhỏ gọn, cơ động. Xe có thể di chuyển trên mọi địa hình đồi núi, sông suối để vận chuyển vật tư cồng kềnh hay chất lỏng như xăng dầu mà không cần nhiên liệu, lại dễ sửa chữa, ngụy trang và có thể đi trong mọi điều kiện thời tiết. Việc vận chuyển bằng xe đạp thổ có hiệu quả cao trên những cung đường mòn nhỏ hẹp, khúc khuỷu. Tổng kết chiến dịch đã ghi nhận chỉ bằng sức người và phương tiện vận tải thô sơ, lực lượng dân công đã cùng vận tải cơ giới đưa được trên 25.000 tấn vũ khí, lương thực, thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Bộ Chỉ huy quân Pháp hoàn toàn bất ngờ. Làm sao Việt Minh có thể đưa được hàng chục ngàn tấn lương thực, thực phẩm từ giới hậu phương đưa lên được cái chiến trường Điện Biên là cả một cái kỳ công. Cái xe đạp đó là một cái công cụ gần như là hữu dụng hàng ngày phục vụ cuộc sống của người dân. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, nó được trở thành cái phương tiện vô cùng hữu hiệu để phục vụ cho những cái mục đích lớn hơn, những cái hoạt động quân sự đáp ứng kịp thời yêu cầu của chiến trường. Thực dân Pháp khi bắt đầu sang xâm chiếm Việt Nam đã mang theo những chiếc xe đạp như một chỉ dấu của văn minh phương Tây. Song các tướng lĩnh Pháp cũng không thể ngờ rằng chiếc xe đạp họ đem sang Việt Nam làm phương tiện cá nhân đi lại có lúc được anh dân công tay bùn chân đất hoán cải để có thể chở tới hàng trăm kg lương thực, thuốc men, vũ khí ngược dốc ra tiền tuyến phục vụ bộ đội chiến đấu và đánh bại quân Pháp tại Điện Biên Phủ. Trong chiến thắng này, những chiếc xe đạp thổ đã trở thành một trong những huyền thoại như một biểu tượng của tinh thần, ý chí con người Việt Nam.
Cách đây 70 năm, trên cánh đồng Mường Thanh lịch sử, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đánh bại thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Năm qua, tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn luôn là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trên chặng đường thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Đưa Vĩnh Phúc thành một tỉnh giàu có và phồn vinh nhất miền Bắc nước ta, như lời Bác Hồ căn dặn khi người về thăm Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại xưởng sửa chữa xe tăng X-32 tại thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, binh chủng Tăng Thiết Giáp tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Tới dự có các đồng chí Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng Tăng Thiết Giáp, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh binh chủng Tăng Thiết Giáp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc binh chủng Tăng Thiết Giáp. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành trong toàn binh chủng về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện nâng cao điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh bền vững. Để thực hiện tốt tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân, các đơn vị trong toàn binh chủng tập trung tăng cường phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, hướng dẫn của nhà nước, quân đội và cơ quan nghiệp vụ về công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Các đơn vị trong binh chủng cần thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện về công tác an toàn cho người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng đồng bộ hệ thống kế hoạch phòng chống cháy nổ, bảo vệ đơn vị, tăng cường tổ chức luyện tập các phương án ứng phó thảm họa, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bổ sung hoàn thiện các biện pháp xử trí tình huống sát với thực tiễn, đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, thực hiện đúng đủ các quy định về bảo hộ lao động, tạo môi trường điều kiện làm việc thuận lợi, an toàn cho người lao động. Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, các ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương đã thành lập một đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Mỗi xã thị trấn thành lập một đoàn kiểm tra, tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn bán trú trên địa bàn huyện. Cùng với công tác kiểm tra hành chính, các quy trình sản xuất, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu sản phẩm để tiến hành xét nghiệm nhanh nhằm kiểm tra dư lượng hóa chất, các thành phần không được sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Trọng tâm là chúng tôi đi kiểm tra, thì là kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở về sản xuất kinh doanh rượu, các cơ sở về sản xuất các đồ thực phẩm khác liên quan với ngành y tế, ngành công thương và ngành nông nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm các quy định về yêu cầu kiểm tra về cái đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở. Nếu các cơ sở nào vi phạm và tùy theo mức độ thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, đoàn kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Làm bánh được 10 năm theo gia truyền của các cô. Và để nói về vấn đề an toàn thực phẩm thì
công nhân thì lúc nào cũng phải tuân thủ là đeo khẩu trang, đeo găng tay. Các thực phẩm mà tôi dùng là đều có, tất cả đều có ký kết là đảm bảo là thực phẩm tươi ngon để cung cấp đến người dùng. Thực hiện kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, Sở Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn công nghiệp, bếp ăn bán trú theo phân cấp quản lý. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xem xét xử lý kịp thời. Qua kiểm tra cho thấy, đa phần các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm, nguồn gốc sản phẩm có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Tôi công ty GT Food là sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các loại giấy tờ như là giấy vệ sinh an thực phẩm, giấy tập huấn vệ sinh an thực phẩm cho nhân viên, giấy khám sức khỏe của nhân viên và tất cả các giấy tờ của nhà cung cấp liên quan cung cấp thực phẩm. Và cũng hàng ngày cũng có cho lưu mẫu và ghi sổ qua bước hàng ngày để kiểm thực những cái thực phẩm mình cung cấp cho công nhân hàng ngày. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, người dân hãy nâng cao nhận thức, kỹ năng cho việc tiêu dùng, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giám sát, tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực không ngừng để xây dựng hợp tác xã ngày một lớn mạnh, là chỗ dựa để người nông dân tạo ra thành quả từ đồng ruộng. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân mới đây vừa được nhận danh hiệu ngôi sao hợp tác xã năm 2024 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng. Để đạt được danh hiệu này, đối với một hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp như hợp tác xã Nhân Lý là cả một sự nỗ lực không nhỏ. Không chỉ tạo ra chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo, đưa giống lúa mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vào sản xuất, tạo ra năng suất chất lượng cao. Từ đó, hợp tác xã đã giúp người dân ở xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên phát triển nông nghiệp bền vững và có thu nhập cao từ nông nghiệp. Đặc biệt, hợp tác xã luôn luôn đổi mới hoạt động, bắt nhịp xu thế sản xuất hiện đại, đưa các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giải phóng sức lao động. 100% các hộ thành viên của chúng tôi là vào hợp tác xã và các thành viên đều 100% sử dụng các dịch vụ của hợp tác xã, liên kết sản xuất với sản phẩm chủ lực là cấy 2 vụ lúa và 1 vụ cây đông. Để sản xuất cho hiệu quả thì hợp tác xã đã xây dựng một cái tổ cơ giới hóa khép kín làm công tác dịch vụ cho thành viên. Từ đó các dịch vụ đó đã đem lại cái lợi nhuận cho thành viên rất lớn. Còn đối với hợp tác xã này, dù mới đi vào hoạt động, song với lĩnh vực hoạt động thu gom phế thải từ chăn nuôi gà để chế biến phân bón hữu cơ, hợp tác xã đã xây dựng được thương hiệu phân hữu cơ Bamboo Organic lên men theo công nghệ tiên tiến của Đức, giúp gia tăng độ phỉ nhiêu, giữ ẩm, cân bằng mặn, giảm chua cho đất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và cải thiện giá trị kinh tế cho cây trồng. Tôi luôn luôn mong muốn có thể tái tạo các cái nguồn chất thải từ chăn nuôi và từ nền nông nghiệp để có thể tạo thành một cái sản phẩm phân bón hữu cơ chất lượng cao để phục vụ cho nền nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh nền nông nghiệp đang chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, sự mạnh dạn tâm huyết của các hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp cũng như nghiên cứu đưa tiến bộ vào sản xuất ra những sản phẩm phân bón cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng sẽ là động lực để người nông dân gắn bó với đồng ruộng và là tiền đề để ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 năm 2024, sớm hơn 10 ngày so với năm học trước. Đây là một kỳ thi quan trọng, có tính cạnh tranh cao để học sinh đạt kết quả tốt trong thời điểm nước rút này. Các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác ôn tập, hệ thống kiến thức, kỹ năng cho học sinh lớp 9 tự tin bước vào kỳ thi. Những ngày này, cả thầy và trò trường trung học cơ sở Triệu Đề, huyện Lập Thạch đều tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Để kỳ thi đạt kết quả tốt, các thầy cô giáo của trường đã xây dựng đề cương ôn tập chi tiết, thường xuyên trao đổi, thảo luận để các em phát huy tư duy cũng như khắc sâu kiến thức, đồng thời tích cực tìm kiếm tài nguyên trong học liệu điện tử để hướng dẫn học sinh học tập, thông qua kết quả các lần khảo sát, đánh giá sự tiến bộ của học sinh, từ đó kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy, ôn tập thích hợp.
Hiện nay thì yêu cầu của nhà trường đối với các thầy cô giáo là tổ chức các cái buổi ôn tập và củng cố ôn tập các cái kiến thức cơ bản cho học sinh, đảm bảo cái nền kiến thức cơ bản vững chắc tất cả các môn. Và trong quá trình ôn tập thì phân nhóm đối tượng học sinh để đảm bảo quá trình ôn tập giao bài kiểm tra đánh giá phù hợp với cái phẩm chất và năng lực của các em để đảm bảo hiệu quả và đặc biệt là giảm được cái áp lực đối với các em. Cùng với việc đẩy mạnh công tác ôn tập, tăng cường luyện đề, giáo viên, các thầy cô luôn quan tâm đến các vấn đề tâm lý, giải tỏa những áp lực, động viên, khích lệ tinh thần học tập cho học sinh. Cũng cảm thấy một chút lo lắng khi đối mặt với kỳ thi trước mắt, nhưng nhờ có sự ủng hộ nhiệt tình, giúp đỡ và động viên từ phía thầy cô và nhà trường thì bản thân chúng em không bị động nhiều. Chúng em cố gắng theo từng ngày, theo sự hướng dẫn của các thầy cô để đạt được hiệu quả tốt nhất ạ. Để giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trong thời gian nước rút này, trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh huyện Tam Dương đã yêu cầu giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh tập trung tối đa thời gian ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản, cốt lõi và kỹ năng làm bài để đạt điểm tối đa bài thi. Giáo viên bám sát vào đề thi minh họa yêu cầu của đề để triển khai ôn tập, luyện đề cho các em đạt hiệu quả, có kỹ năng làm bài tốt. Với cái đề form đề của năm nay thì khác với năm ngoái rất là nhiều và cũng khó rất là nhiều, có thêm phần trọng âm. Thế thì để đẩy mạnh cái công tác ôn thi để trong cái thời gian gấp rút này để cho các em có được cái kết quả cao nhất trong kỳ thi thì chúng tôi đã chuẩn bị là cái phần lý thuyết đã dạy các con khá là ổn rồi, còn đến phần này là chủ yếu là ôn tập, là luyện vào đề, rèn trong đề để các con rèn được càng nhiều đề càng tốt, để các con làm quen với những cái form đề mới của năm nay để đạt được kết quả tốt nhất. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có hơn 20.000 học sinh lớp 9 sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, tăng hơn 1.000 em so với năm học trước. Số lượng học sinh tăng trong khi chỉ tiêu vào học các trường trung học phổ thông công lập có giới hạn, điều này tạo ra những áp lực cho học sinh để có tấm vé vào trường trung học phổ thông công lập. Vì vậy, Sở đã yêu cầu các trường trung học cơ sở thực hiện thi khảo sát, đánh giá năng lực học sinh, từ đó có kế hoạch dạy học và ôn tập cụ thể phù hợp với từng đối tượng học sinh, căn cứ vào sức học của từng học sinh để tư vấn phân luồng, giúp các em có sự lựa chọn vào các trường trung học phổ thông và học nghề phù hợp với năng lực của bản thân. Theo dự báo, mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng cao điểm, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân tăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Đặc biệt, đối với những nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, cần lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, thời gian qua, các cấp các ngành đã tăng cường rà soát, kiểm tra, đánh giá các cơ sở này, hướng dẫn tuyên truyền về ý thức tự giác của người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo. Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo là đặc biệt an toàn khi sử dụng điện, và không những an toàn cho người và an toàn trong các điều kiện để phòng chống cháy nổ, không câu dẫn điện ngoài ổ cắm, không sử dụng dây để cắm trực tiếp vào ổ mà phải có phích cắm. Để tránh hậu quả đáng tiếc do cháy nổ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác và là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống cháy nổ, từ đó giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 6 năm 2024. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 2 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 tham gia đăng ký dự thi tốt nghiệp cho đến 17 giờ ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024 theo hình thức trực tuyến. Các trường phổ thông cấp tài khoản và mật khẩu cho thí sinh đang học lớp 12 và hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ để đăng ký dự thi. Tài khoản là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc mã số định danh cá nhân do cơ quan công an cấp. Đối với thí sinh không có căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mã số định danh hoặc không có quốc tịch Việt Nam thì sử dụng số hộ chiếu của thí sinh để thay thế. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý trong quá trình đăng ký dự thi, ảnh của thí sinh trên hệ thống phải bảo đảm độ phân giải 400x600 pixel,
được chụp theo kiểu căn cước công dân và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh theo quy định. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.